Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chương trình du học cùng Tân Đại Dương ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, Học viện Phát triển Quản lý Singapore MDS được thành lập năm 1956. Đây là nơi chấp cánh ước mơ cho nhiều bạn trẻ. Đến với MDS, sinh viên sẽ được cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng, liên kết quốc tế về nhiều chuyên ngành khác nhau. Với hệ thống bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới mà bạn nhận được sau khóa học, MDS chính là sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn trẻ. Nếu bạn muốn du học tại một môi trường tiêu chuẩn quốc tế nhưng với chi phí hợp lý thì Học viện MDS Singapore chính là lựa chọn phù hợp nhất. Đặc biệt cũng không quá khó khăn để giành được học bổng này và nhiều ưu đãi đặc biệt khác từ trường. Các bạn hãy tham dự chương trình tham vấn du học Singapore tại MDS, chi phí tiết kiệm, bằng cấp quốc tế, đa dạng chương trình học. Thời gian diễn ra chương trình từ thứ 2 đến thứ 6 ngày 18 tháng 9 đến 22 tháng 9 năm 2017, sáng từ 9 giờ đến 11 giờ và chiều từ 15 giờ đến 17 giờ, địa điểm tại văn phòng công ty Tân Đại Dương 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Khi đăng ký ghi danh tại tuần lễ tham vấn, các bạn sẽ được hỗ trợ như sau: xét học bổng trị giá 4.000 đô cho chương trình thạc sĩ, xét học bổng trị giá 3.200 đô cho chương trình đại học, giảm 35% chi phí thuê phòng ký túc xá, áp dụng cho phòng đôi thôi nha. Hỗ trợ học phí 1.000 đô cho khóa đại học và 1.500 đô cho khóa thạc sĩ. Miễn phí đưa đón, hoàn tất các hồ sơ xin visa và miễn phí bài kiểm tra đầu vào của trường. Miễn phí đăng ký ký túc xá, miễn phí tư vấn chọn trường, chọn ngành. Hỗ trợ phụ huynh sang thăm con em tại Singapore. Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tập tại Singapore. Vậy thì lý do nào mà các bạn nên chọn Học viện MDS để theo học? Lý do đầu tiên đó là nền giáo dục toàn diện. Nền giáo dục tại Học viện MDS được đánh giá là một trong những hệ thống giáo dục tốt nhất Singapore, với đội ngũ hơn 400 giảng viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm. Học viện MDS luôn đảm bảo cho sinh viên một chương trình giáo dục hoàn hảo nhất có thể và phát huy mọi năng lực sẵn có của sinh viên. Thứ hai đó là về cơ sở vật chất hiện đại. Học viện MDS là môi trường học hiện đại và đáng mơ ước của các bạn sinh viên. Đến nay, đây là ngôi trường được đầu tư nhiều nhất về trang thiết bị học tập và thực hành. Ngoài khuôn viên rộng lớn, hệ thống lớp học, giảng đường đẹp, MDS còn thiết kế những khu vực thực hành lý tưởng như trung tâm thực hành về khoa học dành cho các bạn. Thứ ba đó là về ký túc xá. Với tổng đầu tư lên đến 80 triệu đô, ký túc xá MDS được coi là khách sạn của các bạn sinh viên theo học tại đây. Đây là ký túc xá đầu tiên tại Singapore nhận được giải thưởng xanh. Với thiết kế hiện đại, thân thiện bao gồm 15 tầng, 782 phòng ở, 14 phòng khách, một giảng đường lớn, chứa 495 người. MDF sẵn sàng đáp ứng cho 1.700 sinh viên cư trú và học tập tại đây. Điều quan trọng hơn cả đó là học bổng hấp dẫn và thời gian học rút gọn. Các bạn sẽ không quá khó để tìm kiếm học bổng khi theo học tại học viện này. Mỗi năm, MDF thường hỗ trợ nhiều nhất học bổng lên đến 64 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ tài chính lên đến 32 triệu đồng dành cho sinh viên Việt Nam. Vậy thì các chương trình đào tạo của trường đó là gì? Các chương trình đào tạo của trường khá là đa dạng như là O-Level, A-Level, trường còn đào tạo về thương mại, tài chính, ngân hàng, thiết kế thời trang, điện cơ khí, y sinh, tâm lý học, công nghệ thông tin, du lịch khách sạn v.v. Mọi thắc mắc về chương trình du học Singapore, tư vấn du học, các bạn hãy liên hệ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, chi nhánh quận 1, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028-3848-4879 hoặc hotline 0989-006-890, chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028-3838-2080 hoặc số hotline 01 665 157 271 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.